Cách đây hơn 30 năm, ngày 25 tháng 12 năm 1991, Tổng thống Mikhail Gorbachev từ chức đánh dấu sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, kéo theo những hậu quả to lớn về địa chính trị. Nhưng hậu quả lớn nhất của việc Liên Xô sụp đổ đó là chấm dứt chiến tranh lạnh và thế lưỡng cực vẫn tồn tại trong các quan hệ quốc tế kể từ năm 1945, tức là kể từ sau Thế chiến thứ hai. Mỹ và NATO đã làm mưa làm gió suốt 30 năm qua. Trật tự thế giới trong 30 năm đó là đơn cực do Mỹ cầm đầu. Họ mặc sức xâm lược hoặc cầm đầu để ủng hộ lật đổ chính quyền của các nước độc lập, có chủ quyền nhưng không theo trục của họ. Libya, Yemen, Iraq, Venezuela, Afghanistan, Nam Tư, v.v. là những ví dụ điển hình về cái gọi là tự do dân chủ kiểu Mỹ. Cách mạng màu được che đậy dưới ngôn từ mỹ miều, tự do dân chủ, đã làm cho hàng chục triệu người trên thế giới phải mất mạng. Nhiều quốc gia bị Mỹ tàn phá nặng nề. Liên Hiệp Quốc bị người Mỹ xem như đồ trong túi, mặc cho Hoa Kỳ tắc oai tắc quái. Dĩ nhiên Mỹ và NATO không bỏ qua cho Nga, kẻ thừa kế của Liên Xô từng là một đối trọng của họ. Mỹ dẫn đầu phương Tây tìm cách cô lập Nga, phá hoại đất nước này để trừ hậu họa. Dẫn chứng cho tham vọng của Mỹ là lời của người phụ nữ đầu tiên trở thành Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Madeleine Colbert Albright. Bà từng nói, cả vùng Siberia rộng lớn và giàu có mà chỉ một mình nước Nga sở hữu là không thể chấp nhận được. Rồi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đòi thay nhà lãnh đạo nước Nga. Qua đó ta thấy Mỹ chưa bao giờ thôi từ bỏ dã tâm với nước Nga rộng lớn. Thế nhưng, người Nga không cho phép điều này diễn ra dễ dàng như Mỹ đã từng làm ở nhiều nơi khác. Putin đang có chỉ số tín nhiệm cao nhất mọi thời đại, 95%. Xin được nhắc lại lời nói mà nhân dân Nga nhắn gửi rằng, trước đây ông chỉ đơn giản là tổng thống và có thể thay thế, còn bây giờ ông là lãnh tụ của chúng tôi và chúng tôi không cho phép thay thế ông, và chính các vị đã làm nên điều đó. Người Nga đã nhẫn nhịn, chờ thời trong hơn 30 năm trường, nhắm mắt nhìn Mỹ và NATO liên tục mở rộng địa bàn về phía đông, chấp nhận để phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh. Và khi nội lực vững mạnh, người Nga đã chứng tỏ cho thế giới thấy giờ đây Nga không còn là con gấu chỉ biết ngủ đông, mà họ đã trỗi dậy mạnh mẽ, đủ sức chinh phục mọi mục tiêu. Mỹ đã đánh giá sai trí tuệ cũng như quyết tâm của Putin và Nga. Khi họ bị dồn vào thế chân tường, Putin đang kiến tạo đường ray của một trật tự thế giới mới, nơi không một quốc gia nào có quyền lực áp đảo các quốc gia khác. Từ lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến sự kết thúc của thế giới đơn cực. Lần đầu tiên trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich năm 2007, ông nói rằng thế giới đơn cực được đề xuất sau chiến lạnh đã không thành hiện thực. Những lần sau đó, ông Putin đều lặp lại tuyên bố và nhấn mạnh tư tưởng về thế giới đơn cực tồn tại lâu dài là sự ảo tưởng. Giới phân tích cho rằng thế giới đang dần đi vào đường ray của đa cực và trên đường ray đó, Nga có tiềm năng để trở thành một trong những trục của thế giới đa cực. Không ít lần, ông Putin đã nhắc đến thuật ngữ thế giới đa cực và nó cũng định hình chính sách ngoại giao của Nga. Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông gần đây, Tổng thống Nga cũng đưa ra chủ đề chính của diễn đàn là con đường hướng tới thế giới đa cực. Trước đó, vào tháng 6, tại Diễn đàn Pháp luật Quốc tế St. Petersburg lần thứ 10, ông Putin cũng cho biết hệ thống quan hệ quốc tế đa cực đã và đang tích cực phát triển. Quá trình này là không thể đảo ngược và nó đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Mô hình thế giới đa cực mà Putin đang hướng tới dựa trên các nguyên tắc cơ bản của công bằng và bình đẳng, công nhận quyền của mọi quốc gia và mọi người đối với con đường phát triển có chủ quyền của mình. Trật tự đa cực không nhất thiết đòi hỏi các cường quốc phải đối đầu với nhau. Thay vào đó, có thể hợp tác với nhau dựa trên những lợi ích chung. Cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải là một minh chứng. Hai nước vẫn tuân thủ chính sách về một thế giới đa cực và sẵn sàng ủng hộ nhau trong các tình huống khủng hoảng. Dẫn chứng cho sự thống trị của Mỹ đang trên bờ vực sụp đổ là khi Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu về nghị quyết loại Nga ra khỏi Đại hội đồng Nhân quyền vào ngày 7 tháng 4. 100 quốc gia đã bỏ phiếu trắng, phiếu chống hoặc không bỏ phiếu. So với 93 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, Mỹ và phương Tây thường nói rằng cả thế giới đều chống lại Nga trong cuộc chiến này. Nhưng thực tế, các quốc gia đã tham gia vào lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga hoặc ít nhất là từng lên tiếng chỉ trích nước này chỉ chiếm 36% dân số trên thế giới và hầu hết tới từ phương Tây.
trong khi đó 64% dân số còn lại sống ở các quốc gia trung lập hoặc bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga. Bây giờ Mỹ không còn là siêu cường ở đỉnh cao quyền lực, đóng vai trò thống soái trong các vấn đề quốc tế như cách đây một thập kỷ. Thế giới đơn cực đang chuyển dịch sang đa cực. Và đây là một quá trình mà trong đó vai trò chi phối của Mỹ giảm sút dần, vai trò của các cường quốc đang trỗi dậy, cùng các nước trung bình và nhỏ năng động ngày càng lớn mạnh và trở thành chủ đạo. Nhà lãnh đạo Nga đang thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn, với hơn 20% cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Đã đến lúc phương Tây phải tự trả lời câu hỏi ông Putin là ai và bắt đầu đánh giá các động thái của người đàn ông này một cách nghiêm túc. Giới chuyên gia Nga cho rằng nếu phải chỉ ra một từ mang thông điệp chính của Putin đối với thế giới mà cả cuộc đời ông ấy theo đuổi, thì một từ như vậy sẽ là ổn định. Tổng thống Putin lên nắm quyền vào thời điểm nước Nga có nhiều xáo trộn lớn nhất, và việc lớn đầu tiên mà ông làm là ngăn chặn quá trình tan vỡ của đất nước, bình định Chechnya, ngăn chặn khủng bố và băng cướp hoành hành, ngăn chặn nội chiến lạnh giá, hòa giải người dân và giới tinh hoa. Cuối cùng, chính giới tinh hoa, những tòa tháp vững chắc, buộc phải tuân theo các quy tắc mà Tổng thống Putin đề ra. Sau đó là khoảng thời gian đất nước phục hưng, điều này cũng vô cùng khó khăn bởi nếu xét về lợi ích thì nó hoàn toàn đối lập với lợi ích của giới tinh hoa. Tuy nhiên, mô hình giám sát và cân bằng đã hoạt động, với cái giá phải trả là vắt kiệt những gì xấu xí nhất ra khỏi hệ thống. Điều này đã mang lại những bước chuyển tích cực cho nước Nga như nâng cao mức sống, khôi phục quân đội, lấp đầy ngân khố và dần dần guồng quay này đã đi vào sự ổn định. Vì vậy, sự ổn định một phần nào đã thể hiện một phẩm chất quan trọng. Tổng thống Putin không giống như những nhà cầm quyền khác, không kêu gọi xây dựng chủ quyền cộng sản mà chỉ hạn chế lực ly tâm, ngăn không cho các hành tinh nhảy ra khỏi quỹ đạo của chúng. Và vì vậy, ở vị trí trung tâm, ông đã giữ cho hệ thống không bị tan vỡ, người dân thoát khỏi đói nghèo. Từ lâu, người ta thường nói về triết lý của Tổng thống Putin trong việc sử dụng năng lượng của đối tác trong cuộc đọ sức chống lại ông. Đây là sự thật. Điều này buộc Tổng thống Putin phải hành động, và là nhiệm vụ không dễ dàng gì. Thế nhưng ở phía bên kia, đối thủ của Tổng thống Putin luôn phải vắt kiệt sức mình để đọc những tính toán của nhà lãnh đạo Nga trước khi nhận được câu trả lời. Và chỉ khi người kiên nhẫn nhất từ bỏ và nói rằng vậy là đã xong, không còn hy vọng gì nữa, mọi thứ không còn nữa, thì hiện thực sẽ đột ngột được giải quyết bằng một câu trả lời luôn bất ngờ, nhanh như chớp và được chính Putin tính toán chính xác. Và đây đã như là một quy luật trong mọi hành động của Tổng thống Putin. Cần phải hiểu rõ những gì Tổng thống Putin muốn gửi thông điệp tới phương Tây thông qua các cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng lãnh thổ Ukraine. Lệnh động viên một phần và những lời tuyên bố gần đây có thể giải thích như sau. Nếu sự leo thang không dừng lại, Nga sẽ buộc chế độ Ukraine phải đầu hàng. Có một thực tế đã được nhìn thấy rõ trong những ngày đầu của cuộc xung đột là khi chế độ Ukraine bị lung lay gần như sụp đổ thì người Mỹ chỉ đơn giản là bỏ chạy, rời khỏi các đại sứ quán. Chế độ Ukraine sau đó vẫn tồn tại bởi vì Nga không muốn leo thang quá mức. Cuối cùng, Tổng thống Putin đang nói chuyện không chỉ với phương Tây mà còn muốn gửi tới phần còn lại của thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Iran, Trung Đông, khu vực Thái Bình Dương, Trung Á, Mỹ Latin, Châu Phi. Đó là 2/3 thế giới, nếu không muốn nói là 3/4 dân số của hành tinh. Từ những tín hiệu đã được phát đi từ ông chủ điện Kremlin, đã đến lúc phương Tây sẽ phải học cách coi trọng lời nói của Nga. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.